công trình tự thiết kế cầu qua suối. Đổ sàn này, sàn dày 15, toàn sắt 12, sắt 6, chiều dài 4,5 m nhỉ chú nhỉ, 5 m chiều dài, dầm chạy 7 cây, phi 20, mố này bền vững không, 7 cây phi 20, sắt, chưa kể sắt sàn, chiều rộng này là chưa đến 3,5 m, chiều rộng lòng là 3 m, choán ra hai bên nữa tính là 3,5 m. Đấy, chạy toàn sắt xoắn này. Đây là công trình gia đình tự làm nhé. Nhà nước thì cái này nhà nước thì khó nhỉ. Nhìn mố cầu như thế này mà không biết là như nào á. Xem các cái công trình ấy, ba cái cầu đi một thời gian xong là rung hết. Trụ mố cầu lên 6 thanh. Chiều rộng có 3 m. Chiều dài 5 m. Đổ sàn dày 15. Dày 15 phân. Đã màn. Em nào hoàn thiện xong cái cầu này quay lại một lần nữa xem cái độ bền vững vĩnh cửu của nó như nào. Dòng suối nước chảy bé tí, cái này đưa cầu vào nhà. Không có ô tô gì to đi vào nhé. Đường dân sinh. Vào nhà ông ngoại tôm. Các bạn. Thanh dầm 7 thanh. Đây, quay kỹ cho bác xem. Đây nhá. Đấy, 7 thanh dầm. Đây. 1 2 3 4 5 6 7. 7 lại còn thêm một cái thanh sắt nữa giữa này, bỏ thêm thanh 12 này. Rộng là chiều dài 5 m, chiều rộng là 3 m lòng, 2,25 m phân choán, tính là 40 đi, mỗi bên 40 choán là 3,8 m. Đấy là tính cả lan can đấy. Lòng cầu là có 3 m đây. Xem này, bảo vĩnh cửu. Mấy công trình đi xem, mấy cái công trình làm theo dự án. Như cầu này chắc là được khoảng tầm 4 thanh dầm. 4 thanh dầm phi 14 đây, 7 thanh phi 20. 6 thanh cột trụ. Cột trụ mố bên trong ấy nhé. Còn chưa tính là dàn mố cầu từ bên dưới lên. Kinh khủng. Đồng Yên, Hà Giang, thôn Bựa nhé, thôn Bựa Đồng Yên, làm cầu này chắc chắn lại uống rượu say là không rơi, nhớ không nhỉ, đường bộ này uống rượu là còn lâu mới trượt chân ngã suối nữa nhé, Mili Jun, Jun này, xin chào nào, không phải đi bắt gà rừng. Gà rừng bên kia không à? Đi về xem con gà rừng vào chuồng ngủ chưa? Hả? Đấy, chương trình ngày mai bắt đầu với đổ sàn. Hôm nay là xong hết rồi. Ôi, quay xem cái quả trống ở dưới gầm cầu này với dã man này. Đây mới là đang hệ thống dầm này nhé. Xem cái quả trống này kinh khủng. Đây này. 5 m. Đấy, chuẩn bị để ngày mai đổ. Riêng cái đàn trống này kinh khủng điền luôn. Nhắc lại nha, chiều dài 5 m, chiều rộng 3 m. Cây trống thì chít chít luôn. Loại này đúng là quá vĩnh cửu luôn. Như thế này đã vĩnh cửu rồi chứ chưa nói phải đổ sàn. Khoảng cách chít chít luôn, toàn hóp già. Đấy, công trình tư nhân đấy.
làm gia đình tự làm đấy, chất lượng nó khác hẳn luôn. Nào run qua đây nào. Lại ướt dép gì? Ai bảo đi qua suối? Đi vào đây nên. Vườn thanh long bên trên kia. Ủa, tối rồi. Chập tối giờ nó 5-7 giờ. 17 giờ này. 8 giờ. Wow. Ông đang hoàn thiện nốt vài được kè. Kinh khủng luôn. Để tới cái này, ô tô 7 chỗ vào vô tư luôn. Nào xin chào nào. Xin chào nhanh. Cháu không. Cháu ngồi bánh mì ấy. Biết rồi nhưng mà xin chào nào. Xin chào à. Cháu có bánh mì cháu cũng xin chào rồi.